Phía Nga và Ukraine vừa cập nhật tình hình xung đột và giao tranh ở hai nước, trong đó có vùng Kursk hiện do Kiev kiểm soát. Hôm 16 tháng 8 theo giờ địa phương, các lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố đoạn video cho thấy một cây cầu mang tính quan trọng về mặt chiến thuật đã bị phá hủy ở vùng Kursk. Trước đó cùng ngày, truyền thông Nga và Ukraine đồng loạt đưa tin về vụ phá hủy cây cầu bắc ngang sông Seim ở Kursk Cây cầu đóng vai trò quan trọng trong vấn đề hậu cần vì thường xuyên được sử dụng để vận chuyển vũ khí đến tiền tuyến. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công các mục tiêu của Ukraine ở Donetsk và những nơi khác. Moscow đã phá hủy hai hệ thống tên lửa HIMARS và một lượng lớn đạn dược tại vùng Sumy của Ukraine, đánh chặn một số tên lửa và tên lửa rocket do Mỹ sản xuất bắn hạ nhiều máy bay không người lái của Ukraine và đánh chìm một số tàu không người lái của Kiev. Trong khi đó, Ukraine cho biết đã giao tranh với các lực lượng Nga theo hướng Pokrovsk và Kharkov hôm 16 tháng 8, phá hủy nhiều xe tăng, xe bọc thép, drone và vũ khí của Nga. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố đã kiểm soát thị trấn Susa gần biên giới hai nước.